đây là con lợn để ngày hôm nay nhà mình sẽ tổ chức gọi là đại tiệc tất niên nhé các bạn nhé. Các em xem là cái lông của nó như là lông con gấu nhỉ. Năm nay là cái năm đầu tiên mà gia đình Hải chuyển về nhà mới thì cũng có rất nhiều cô chú các anh chị cũng toàn thể cán bộ công nhân viên. Sang năm mới thì xin Hải xin gửi lời chúc tất cả đại gia đình nhà mình một năm mới an khang thịnh vượng để sang năm tiếp tục chinh chiến cùng Sapa TV. Hi, xin chào các bạn. Đây là con lợn để ngày hôm nay nhà mình sẽ tổ chức gọi là đại tiệc tất niên nhé các bạn nhé. Đấy, cho anh em công ty thì chú lợn này rơi vào khoảng gần 2 tạ các bạn ạ. Con này cái nanh của nó anh em nhìn thấy khác gì cái nanh con wow, cái nanh này con lợn rừng đâu, nhìn cái mỏ của nó bè hai bên đấy. Đấy, cái nanh nó nằm ở khu vực đấy đấy. Đấy màu lâu lâu các bạn nhìn đây này. Anh em xem là cái lông của nó như là lông con gấu nhỉ. Ha, da con này cắn vào thì nó phải bùm bùm. Em nghĩ chắc nó phải dày khoảng 1-2 phân đấy. Này nó thành bì hết rồi. Không, như thế mới ngon. Cái bì mới là cái đắt ngon. Giá nhất là cái bì của nó đấy. Thành bì rồi anh ạ. Con này người ta nuôi là người ta nuôi dân dã mà nó to như này là nó cũng rơi vào khoảng 5-7 năm rồi đấy. Chị La, cái La biết cái bì là trước mà em chế biến cái bì nó dày khoảng 3-4 phân như này. Em thái lát thật mỏng ra. Ở đó là xào với gừng phi gành nên thơm lắm. Mấy con lợn mà ở dưới xuôi mà nuôi khoảng 3 tháng nó to hay là nó không đi, nó đứng gọn này đâu. Vâng. Nhìn cái móng chân nó thì hiểu. Đấy. Cũng nghiệp ấy chứ. Vâng. Nó dày, nó dài. To đây rồi. Đấy nhá. Đằng kia. Hải Nhi dắt lợn đi ăn anh em. Dắt lợn cho đi ăn cỏ anh em. Con này con lợn không? Hay con trâu? To. Ây da, kẻ làm gì kìa, lặn gì ấy? Gì ấy? Cho Hải Nhi lên cong qua... Nó tè kìa. Nhi ngồi lên lợn con này cưỡi vừa. Anh hỏi em đi mới vừa. À không. Nhìn... Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Đấy, bao nhiêu năm vào bản con này là mình phải đặt rất là ấy đấy nhá. À, xong rồi cái lông ở cái lưng của nó khác gì cái lông ngựa đâu mà. Ông Hải ơi, con này bao nhiêu cân đấy, 8 tạ à? Con này 2 tạ con ạ. Nhưng mà bộ lông này mới là giữ ấm được đấy nha. Nhưng mà bảo nuôi được gần 4 năm rồi. 4 năm nên là cái lanh của nó mới dài thế kìa. Mai à, bây giờ mình buộc nó vào đúng không? Các món như thế em thấy hợp ý chưa? Vâng, cứ làm các món lên thôi. Ok mà. Tại vì cái này hấp mặn nó khác hấp cái kia, mình bảo là thôi cứ làm cả hai. Thái xào lăn thì lấy cái phần nó nhiều bì ấy. Đấy, xào nhiều bì nó giòn. Cái này là chị định làm chuyển cái hấp sang cái hầm nhưng mà có cả cẩy. Vâng, đúng rồi. Có cả cẩy. Là làm như thế thì nó còn vô kẻ. Cái hấp. Mai chị La sẽ là đầu bếp chính do chỗ em Hải ấy, chế biến các món ăn. À, anh em vừa mới làm con lợn nhưng mà mọi người biết không? Anh em bảo là làm con này không khác gì làm con trâu. cái lông của nó rất là dày. Đấy rồi cộng thêm với cả cái lớp bì ấy, lớp bì. Cái lông của nó nhìn như kiểu là cái lông của con ngựa ấy các bạn ạ. Đấy. Xong rồi anh em lấy sức này, cạo này mệt. Nhưng mà anh em đã làm con nào vất vả con này chưa? Chưa. Hôm nay rất là vui khi được đón học trò yêu quý gọi là cái gì nhỉ? Đi từ Mai Châu của Hòa Bình. Nhưng mà bây giờ em có thể kể cái hành trình của em đi từ Mai Châu như thế nào? Dạ. Như nào đi như nào? Đi như nào? Em đi từ chỗ em Pà Cò. Xuống dưới Hà Nội. Sau đấy thì em định đi xe Hà Sơn. Nhưng mà tự nhiên cái ông đấy bảo là đi xe sang Việt thì đi xong rồi ông ấy bảo là để ông ấy dẫn trực tiếp đi xong rồi ông ấy dẫn đi thì đến bọn em đi xa đến xe sang Việt
thì ông đấy bảo là trả tiền cho ông đấy. Thế bọn em bảo là lúc nào anh bảo anh hướng dẫn cho bọn em anh không lấy tiền. Đấy thì bọn em ông đấy bảo là trả tiền cho ông đấy thì anh Khanh cũng trả cho anh đấy. Bắt xe lên thì lại xuống nhầm ở chỗ lu hay là lô ấy. Phố lu. Đấy xong rồi bọn em xe lại đi kiểu bọn em xuống nhầm, bọn em nghe nhầm thế bọn em xuống nhầm bọn em không biết. Thế là anh bọn em lại bắt taxi từ đấy lên trên này. Thế là cái hành trình là cũng khá là vất vả đấy anh em ạ. Vâng. Lần đầu đi phố nên không biết. Lần đầu đi phố đúng không? Đây là lần đầu lên nhà sư phụ ăn Tết. Mình thì có xuống nhà Liên ăn Tết mấy lần rồi. Thế hôm nay lên đây là đầu tiên là sẽ là ăn Tết, thứ hai là sẽ là theo các anh em đây để học hỏi nhá. Dạ. Cố gắng. Con dạ. Lên đến đây mà không bị say xe là khỏe này là. Không bị say xe tốt rồi. Rồi nhỉ. Dạ. Nhưng mà đi này thì có lo không? Có ạ. À. Hai vợ chồng đi cùng nhau thì lo cái gì? Dạ. Thế hôm nay thấy nhà sư phụ mổ con lợn có to không? Có ạ. Có to bằng con to hơn. To hơn ở trên chỗ bọn con. Hôm nay thì mình mổ một con lợn khoảng 2 tạ với cả một con hươu để mời bé Liên nha các bạn nha. Tiếp đó là học trò. Học trò đấy. Không biết mấy giờ bếp trên bản nó ra. Còn các anh em của mình thì như Phạm Dũng rồi mọi người thì xa quá nên là với lại là nằm ngày gần Tết rồi nên là anh em nào cũng rất là bận đấy. Dàn diễn viên điện tử điện lạnh đang làm các công đoạn như là nhặt rau này. Đấy. Cái này là giềng già nhỉ. Giềng này được nấu món gì hả chị? Giả cây. À giả cây à? Đúng rồi. Ngô thì làm gì? Mình sẽ làm hoa quả luộc, rau củ quả luộc đúng không? Còn kia kìa các củ kia cho vào linh với xương luôn. Đấy, ăn cho các bác su hào này. Đấy. Su hào, khoai tây, cà rốt. Còn dứa thì sẽ xào với cả lòng. Tất cả những cái rau của quả đây là nhằm để phục vụ tất liên nhà em Hải hết. Em làm cho mình luôn cho chồng em đi. Vâng. Ở trên thành phố Lào Cai mà anh em nào mà cứ muốn nấu cỗ mà kiểu phục vụ tại nhà đây cứ gặp chị của mình nhá. Đấy, chuyên là phục vụ cỗ tại nhà. Đám cưới đám ma làm nhà bốc mả chơi hết. Ok không? Số điện thoại để giới thiệu để mọi người ủng hộ. Số điện thoại để đặt cỗ như này là số nào chị nhỉ? 0988. 0988. 565. 565. 909. 909. Nhà hàng Nga La Galaxy. Nhà hàng La Nga Galaxy. Đấy, nói chung là Galaxy như các bạn biết đây là một nhà hàng khách sạn tiêu chuẩn khoảng gần 4 sao đó. 3 sao cộng. Bên nhà chị là tổ chức làm tiệc cưới mà những người em của em Tuyên em Hải là ở Lào Cai là toàn nhờ đến chị hết, cưới hai em rồi. Nói chung là chị làm rất là chu đáo là thứ nhất, thứ hai là giá cả phải chăng các bạn ạ. Đấy, nó hợp lý. Nên là ở Lào Cai hay là những tỉnh thành khác mà muốn ăn những món ăn về đặc sản Tây Bắc thì có thể liên hệ với chị là khăn gói quả mướp lên đường chế biến cho các bác ăn nhá. Hôm nay chị cũng dự được phục vụ cho gia đình nhà em Hải. Vâng. Dạ. Rất là cảm ơn. Đây là sẽ chế biến ở đây và về nhà mình ăn thì từ đây về nhà mình có mấy bước chân nữa các bạn ạ. Bắt đầu là tân trang vàng chóe rồi anh em ạ, cực kỳ đẹp rồi đấy. Thực ra con này làm nó cũng giống kiểu làm ngựa thôi mà chị nhỉ. Đó, đơn giản thôi mà đấy, thui vàng chóe luôn này. Sẽ làm món xào này, nộm này. Hấp này. Hấp thì lòng xào. Lòng xào dứa nha. Báo cáo anh em là con này nhiều khả năng là sẽ ăn ưu tiên là ăn mỡ nhiều hơn là ăn thịt anh em ạ. Ăn mỡ nhiều hơn. Không phải nói phét đâu nhưng mà quả mỡ này gần 20 phân. Có khi là sắp tới là mình sẽ kiểu làm quả mỡ lợn đen để anh em cho chợ phiên Tây Bắc sẽ bán cái mỡ lợn đen. Ông đang đi chợ phiên nên là ông cứ sưu tầm hết cái mỡ lợn đen này. Ừ, hơi bị uy tín luôn. Quá nhiều lợn đen luôn. Mà lợn đây các bạn này.
đây con lợn ở trên bàn như này. Đấy, cả miếng ba chỉ lọc được tí này thôi. Lần sau à. Đấy, cái chậu này chậu ơi. Thanh niên nhà ở đâu anh? Em ở Lào Cai. Ừ. Thấy con lợn nào mỡ như con này chưa? Lần đầu tiên anh ạ. Hả? Lần đầu tiên anh ạ. Lần đầu tiên à? Trước thì có mổ nhưng mà nó không đến nỗi. Nó không đến nỗi như này đúng không? Nhưng mà cái thịt này mà tí nướng lên ngon lắm ấy, cái phần nó rát rát này, thơm đấy. Nhưng mà bì nó dày hơn. Ừ. À, mọi người thì chuẩn bị cỗ rồi, nhưng mà mình ý thì về nhà để review gọi là sơ bộ chiều nay là cái buổi tiệc tất niên của mình sẽ được tổ chức tại đây nhé các bạn nhé. Đấy, thì mình có làm khoảng 20 mâm cỗ thôi. Đấy, và mời hàng xóm láng giềng. Thực ra là với anh em trong công ty mình nghỉ vì là mới về nhà mới mà, nên là đây là cái Tết đầu tiên mình ăn Tết ở khu vực này, nên là cũng muốn là mời các cô các chú anh chị hàng xóm, người ta bảo là bán anh em xa một láng giềng gần đấy đấy. Nên là cũng làm rất là rộng luôn đấy. Chiều nay sẽ làm một cái tiệc tất niên nhỏ nhỏ ở đây đấy. Đây là chào xuân Giáp Thìn đấy anh em ạ. Liên hoan tất niên ngày hôm nay là mình quay phim là ngày 31 tháng 1 đấy. Thì sẽ phát vào một ngày sau đó. Anh em có ở khu vực quanh thành phố Lào Cai thì sang nhà mình chơi, ăn cơm uống rượu với mình. Đấy. Còn hôm nay là mình có hai học trò các bạn ạ đến chơi với Hải. Thì một thì như các bạn biết rồi là có bé Liên rồi. Đấy, và đố mọi người biết là một học trò nữa là ai. Hãy comment học trò là ai nhé. Đấy. Mai đào thì nở hết rồi. Đấy, lát nữa thì sẽ cho cẩu kê đào về. Đây, hôm nay giới thiệu với cả nhà hai học trò cưng của mình đây. Đây, gắn cái mic của em. Đấy, thì Pơ với Ai Mí là cũng từ bên Lai Châu sang. Còn bạn hai vợ chồng nhà Mùi Liên thì bên Mai Châu, Hòa Bình. Dạ. Đấy. Nhưng mà anh thấy là trên tay hai đứa là cầm cái gì đây này? Cam canh anh ạ. À, cam canh. Vâng. À, ở Hòa Bình nổi tiếng cái làng cam cái gì nhỉ? Cam Cao Phong ạ. Cao Phong đúng không? Dạ. Đấy. Thế còn dạ, hôm nay là nhà đến với ăn tất niên nhà anh Hải thì là cũng chúc nhà anh chị là thật là nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt. Thì em là có lọ bình rượu quý Sâm Ngọc Linh. Lai Châu quê em ấy, nổi tiếng nhất là sâm ấy, sâm Ngọc Linh. Nhưng mà cái này là phải là mình tự đi lấy không hay là tự đi lấy luôn anh? À thế à, tự đi lấy luôn à? Ờ. Giỏi nhỉ. Dạ. Kiểu mình đi đồi đúng không? Xong rồi mình rừng mình tìm. Anh thấy là những video mà em kiểu đi thu hoạch thảo quả ấy nhỉ? Dạ, trên rừng già ấy, đúng không? Mình phải đi quả một ngày mới đến rừng già anh. À thế à. Đấy các bạn ạ. Đấy, đào tạo ra được mấy đứa học trò nó đến nhà nó còn có quà rồi đấy. Thôi. Thôi được rồi, tiện này cầm lên luôn. Đây để giới thiệu với mọi người một chút. Đây cây nhất chi mai đây. Hôm nay là nó nở ra từng ngày luôn. Nó nở ra từng ngày. Đấy, mọi người nhìn em. Bởi vì là cái cây này mình chỉ ngán nhất là mấy ông ong này, nhưng mà hoa thơm thì gọi là mỗi người hưởng tí nhé. Yeah. Hàng xóm láng giềng rồi ong ve rồi đủ kiểu đây này, để cho nó mùa Y Liên ra đứng đấy. Đấy. Lúc đấy đây tất cả mấy thầy trò đứng đây để chụp một kiểu ảnh nào. Đấy. Đấy. Đấy, ngồi gần đây đây đấy. Đấy. Nào. Quá đẹp luôn các bạn ạ, tuyệt vời đấy. Nhưng mà chỉ sợ là nó nắng to ấy, nó nở quá là bọn ong này nó phá là hỏng hết cây luôn. Đến đấy. Tết là nở nhiều hoa đẹp lắm ấy. Ờ. Nhiều nụ này, nhiều nụ chưa nở này. Ừ, còn nhiều nụ nó lắm. Nó nở từ từ đến Tết là nó bị nó đẹp. Là một gọi là rừng hoa luôn đấy các bạn ạ. Đẹp quá. Hàng năm. Nên là em có làm quen với bạn Mùa Y Liên rồi. À. Nên là cũng bằng tuổi Ái Mí luôn. À. Đấy, nhưng mà bằng tuổi cái gì? Biết người ta mấy con nữa không? Mình thôi nhưng mà không sao, quan trọng nhất là phải là sự nghiệp hai nào. Đấy, mình cũng luôn luôn bảo các bạn là ví dụ như là sau này mà cố gắng ấy, làm một vài năm có tiền rồi thì hello em.
làm có tiền rồi thì lấy chồng thì nó ok hơn. Thực ra là năm nay là em bao tuổi? Em 22 rồi. 22 tuổi thì chưa có gì là ế cả. Nhưng mà nếu ở trên bản là thực sự là ế luôn. Không còn ai bằng tuổi em nữa đấy. À, đi mời mọi người lên trên. Đấy, mời anh em vào nhà. Nhà thì vẫn chưa được dọn dẹp gì mấy. Nên là hơi bừa bộn một tí. Đấy, lên trên này. Có ai biết chơi đàn không? Đàn của bé Hải Nhi đấy. À đây, review cho anh em quả bình rượu đây. À, bình rượu thì hôm trước mình có bổ sung thêm rượu nhưng mà nó đang bị đục các bạn ạ. Nó sâm này. À, đây giới thiệu với cả anh Mí, đây là bình sâm của em rất là quý rồi. Nhưng mà chưa bằng. À, không không. Anh ghi nhận cái bình sâm này rất là quý, tuyệt vời đấy. Nhưng mà đây cũng là bình sâm các bạn ạ. Nhưng mà đây là kiểu chỉ là một củ trong mình nhìn củ. Không, nhưng mà cái củ của em ấy, anh nghĩ là nó sẽ là cái củ to nhất ở trong cái củ ở đây đấy, bởi củ đây là ghép lại. À. Nhưng mà phải nói là cái bình này của anh ấy khủng thật sự luôn ấy. Này, nhìn cái bình. À không, cái này là một củ, đúng không? Còn cái này là cả nguyên bình. Đây, mời anh em lên trên. Bữa cỗ thì được chị Na là chuẩn bị rất là chu đáo các bạn ạ. À, ở đây giới thiệu với cả nhà là có em gọi là tiết canh hiêu. Đấy. Tiết canh hiêu, còn bên này là em khâu nhục. Đấy. À, món thịt lợn hấp này. Đấy. Và món canh này. Đúng rồi, con lợn này là gần 2 tạ nhưng mà nó mấy chục cân mỡ hả chị? Tương đối nhiều mỡ. Tương đối nhiều. Tôm này. Rồi khâu nhục mà phía trước là bánh trưng. Đấy, và đây là thịt nai này, xào, thịt nai xào lăn này. Đấy. Tim nai xào. Tim nai xào. Tim nai xào và thịt nai xào. Và thịt nai xào. Đấy, đủ hết. Lòng nai. Rồi, thế bây giờ pha chẩm chéo đi. Rất tiếc là bây giờ thì các bác không thể nào mua qua online được rồi. Thì nếu mà các bác muốn mua thì chỉ đến là một cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh là số 1 đường Trần Quốc Hoàn, hai là cơ sở 2 ở Hà Nội là cổng làng Lệ Mật nhé. Rồi bây giờ mời cả nhà đi làm tí bia đầu xuân nhá. Bên là do các cái đơn vị người ta vận chuyển hàng năm nay là người ta nghỉ sớm, cho nhân viên nghỉ sớm hết rồi. Đấy là các bác là muốn mua hàng thì cứ đến địa chỉ ở hai cơ sở đấy để nhận hàng giúp em nhá. Hiện tại là chỉ gửi ở quanh được khu vực Hà Nội, quanh khu vực Sài Gòn các thứ thôi, chứ không đi được những tỉnh xa nữa rồi. Thế là Pơ và Ai Mí là cũng người Mông, mà Mối Liên cũng người Mông, hai đứa này cũng người Mông. Đấy, cố gắng là sau này kết nối rồi hai anh em đưa hai đứa này đi quay nhá. Dạ vâng, như đang định mời là bé Liên là sau đợt Tết là tầm mùng 3 dạ. Thì đi theo hội không ạ chị? Dạ, đi chơi hội. Đi chơi hội, rất là nhiều lễ hội ấy. Dạ. Hôm nay thì bé Liên mới lên nên là cũng không mang nhiều đồ đúng không? Vâng ạ. Thế ăn tất niên xong thì về chuẩn bị đồ đạc. Dạ. Xong rồi khoảng mùng 3 lên thì đi chơi cùng các chị. Dạ. Đúng không? Thì vạn sự khởi đầu nan. Vâng. Dạ, cố gắng. Thôi, chúng ta đi nâng đi đi. Đấy. Còn riêng ở thành phố Lào Cai, ai mà muốn làm cỗ tại nhà, cứ mua lợn, mua gà, mua bất kỳ cái gì, liên hệ với chị Na. Số điện thoại chị Na bao nhiêu nhỉ? Để đặt cỗ này nhỉ? 0988 565 909. Chị đọc lại lần nữa nào. Galaxy. Số điện thoại của chị là 0988 565 909. Quanh thành phố Lào Cai, có nghĩa là mình cứ đến, mình có đội ngũ đến nấu. Cỗ của mình cũng được, mà cỗ người tặng được, cái gì cũng được. Ok. Cái gì chị chiều cái đấy. Nào, cả nhà canh nào. 1, 2, 3, vô. Chiều nay thì sẽ là đại tiệc, nên là chiều nay sẽ rất nhiều các anh chị hàng xóm rồi mọi người. Nên là lúc ấy là mình sẽ không có nhiều thời gian. Nhưng mà hôm nay thì tranh thủ như này thì mời mọi người dùng đi. Đấy, mình sẽ quay buổi trưa. Làm tí thịt nai xào đi em. Chết đấy. Em mời anh chị ạ. Mời mọi người ạ. Ây à. Con này chắc là con hiêu này nó chắc là nó phải lên chức cụ rồi đó. Dài em. Đây. Chiều nay chị cho bếp thái thật mỏng. Nha. Đây, chia một bát ra mấy chị em chưa chấm chung. Ôi nhưng mà thịt nó ngọt lắm chị ạ. Tươi. Mí à, mí lấy cho chị một cái bát mí. À, anh em xem thịt lợn
Thịt lợn nhìn nó đen đen giống như kiểu là thịt trâu ở đây. Lấy cho chủ tịch miếng này. Nào. Mẹ mồm. Hai đứa tự gắp cho ăn nhá. Dạ. Nhưng mà cái mỡ ở con này nó thơm, thơm lắm. Ừ. Rồi nhặt hết tất cả các quả mỡ dán lên cho em. Vâng. Dạ. Quả tết làm quà nữa ấy. Quà dạ. Cái mỡ lợn rất là quý á. Ừ. À. Nhưng mà không phải cái mỡ lợn này không phải là ở đâu có. Sắp tới thì có khi là anh em mình nghiên cứu để ra một sản phẩm gọi là mỡ lợn đen nhá. Như nhà Pơ, nhà Ai Mí này mà mổ lợn này anh sẽ thu mua lại hết cái mỡ đấy. Nhà Liên mà mổ lợn anh sẽ thu mua lại hết cái mỡ đấy. Sau đấy mình sẽ cho ra một cái loại mỡ lợn gọi chất lợn mỡ lợn đen siêu đỉnh luôn. Đấy, thơm tho. Nhưng mà chắc sản phẩm đấy phải ra Tết mới bán được. Cái thứ hai là cái riêu này giòn mà anh. Ừ, cho cái dây cho này cảm thấy giòn. Đấy là em ăn rồi miếng mỏng thôi, vừa đây nhắc mình chè hôm nay cũng kìa. Ăn thấy rất giòn hơn. Tớ đi, mới ăn mạnh ấy. Ừ. Liên là ở nhà là nói như gió, nhưng mà đi ra ngoài phát là run. Đấy là tình trạng chung rồi, ngày xưa Ai Mí còn không nói câu nào cơ, Ai Mí nhỉ? Ai Mí tí bị mắc bệnh tự kỷ. Bây giờ lại nói cũng nhiều rồi mà lại phải hãm lại đấy. Nó thử miếng bánh trưng của chủ tịch hôm qua. À. Làm tí bánh trưng đi. Bánh trưng này là đúng cái chiếc bánh trưng của xấu xấu này, đúng vợ gói này. Còn cái đẹp đẹp kia là mẹ vợ gói. Anh à, thay mẹ vợ đúng không? À. Nói chị em ăn mì thử nhá. Bánh trưng mới lại là hành. Dưa hành. Bánh trưng của Kiệu à? Đúng không? Thế là từ hôm nọ là đúng là lần đầu tiên chị ăn thịt Kiệu á. À ha. Thơm giòn, tươi. Dạ. Đồ mà làm được bao nhiêu video rồi? Kênh nhá, được bật kiếm tiền chưa? Sáng nay anh Tài vừa mới bật ạ. À, đợi nó duyệt trong 2 đến 3 tuần nữa. À. Nó cố gắng. Mình cố gắng. Thường xuyên liên tục. Ngày xưa bơi Ai Mí là làm bao lâu mới có người xem nhỉ? Chắc phải mấy... Dạ. Khá lâu anh ạ. Nhưng mà em thấy kênh của bé Liên là phát triển nhanh nhé. Nhanh đúng không? Dạ. À, bây giờ là bao nhiêu người đăng ký rồi? 14.000 đúng không? Ủa, thế là nhanh đấy. Nhiều quá. Chúc sức khỏe các em đi. Không được ngồi nhậu, nhà Liên cũng quay về mà lấy chồng thì cũng mất khoảng 2 năm rồi nhỉ? Gần 3 năm chị ạ. Gần 3 năm. 3 năm. Nhanh nhỉ? Tất dạ. Dịch mà xong một cái mà sang xong lại về nhỉ? Dạ. Về lấy chồng luôn. Ừ. Về gặp dai đẹp cái kia, mẹ cao 1m8 kia thì làm sao mà không thể lấy đấy luôn. Như... Đây, ngồi bên này là em Thu. Đấy, trong cửa hàng trên... Bắc Hà. Nhưng mà sắp tới có khi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh ấy nhỉ? Doanh thu cho nên nó kém quá chuyển thành phố Hồ Chí Minh. Có vào Nam không? Hả? Xa quá à? Người yêu người này. Thử miếng thịt lợn này. Cả một con lợn các bạn ạ. Chắc là quý nhất được đĩa hấp với cả đĩa nướng. Ừ. Món này là món nem hải sản. Nhưng mà chiều còn bộ lòng nữa cơ, em thấy bộ lòng á dày lắm. Lòng rất là ngon. Nào. Ngon nó to, mỡ nó thơm. Dạ. Anh Hải gắp cho con bé mỗi bạn một con tôm này,
Ở trong mâm là cứ phải ăn là cùng ăn đấy. Là tránh trường hợp mà người gầy người béo, phải với béo đều nhau. Em xin ạ. Này, em xin chị. Nào, Pơ ơi. Mộc Pơ. Thế em từ ngày từ ngày mà từ hôm mà làm YouTube đến bây giờ thì Liên khóc mấy lần rồi? Em không khóc ạ. Không khóc à? Ở nhà em thấy tự tin, trên này ngại mọi người quá. À, nhà ấy tự tin đúng không? Nhưng mà khi mà đọc bình luận của khán giả ấy, thì có bị gọi là sang chấn về tâm lý, có bị gọi là cái gì nhỉ? Khủng hoảng à? Khủng hoảng với tinh thần. Không, em đọc bình luận của khán giả xong em thấy hay kiểu mọi người. Các bác các cô yêu thương. À, động viên đúng không? Dạ. Toàn bình luận động viên. Bây giờ mới làm ấy, các cô chú là động viên nhẹ. Cứ dưa bơ ai mí thôi. Sau một thời gian nữa thì sẽ góp ý mạnh, động viên mạnh đấy. Mà mọi người biết động viên viên mạnh là gì rồi gì? Bị chửi. Không nhưng mà cũng phải nhờ khán giả, nhờ các cô, các chú, các anh, các chị động viên góp ý thì mình mới bắt đầu rút ra được kinh nghiệm. Dạ. Người mình thay đổi, hoàn thiện dần bản thân. Chứ chưa ai là một phát là thành công ngay cả. Dạ. Đấy. Nằm khóc du du. Bơ ai mí, ai mí khóc du du luôn. Du du luôn anh nhỉ. Bao nhiêu lần tính bỏ cuộc. Bởi vì mọi người góp ý mạnh quá. Nhưng mà hai đứa em ấy là có vợ có chồng là rất là thuận tiện. Vâng. Đấy. Em đi quay xong cái nào em không tự tin, anh Khanh quát mấy câu là tự tin ngay. À, quát mấy câu. Được. Hai. Thao hả? Đấy, ý là thay lời các bác cũng nói đấy. À, anh nói với Khanh nhá, là sau này nói mà không nghe ấy, là cứ bác gậy mà vụt. Đấy, cứ bác gậy mà 18-20cm là vụt nhá. Em anh chưa. Chúc gia đình anh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, okay. Phát đạt. Cảm ơn em. Hai chị em. À, anh cảm ơn. Cho anh gửi lời chào bố mẹ nhá. Vâng, anh cảm ơn. Chúc nhà hàng tiệc cưới của chị Na ngày càng đông khách nhá. Là vươn tầm đi tất cả các tỉnh thành luôn. Gia đình em cũng vươn xa hơn, cao hơn. Dạ. Dạ, cảm ơn chị ạ. Cho anh ăn cơm đi. Ngâm mấy cơm nóng cái gì? Mọi người ăn mạnh nào? Có gì làm nào? Mạnh nhá, tự nhiên nhá. Ăn món gì thì cắt nhá. Đây có món nào? Khâu nhục kìa. Đây các bạn ạ, con lợn này nó mỡ. Đấy, kiếm được mấy miếng làm khâu nhục cực kỳ khó luôn. Đây. Mời anh em nhá. Tan chảy trong mồm luôn. Thế Niên dự định ngày hôm nay sang đây chơi được bao lâu? Chắc ngày mai bọn em về thì ạ. Rất nhé. Hai đi là không mang đồ đạc đi à? Dạ. Không mang dép nữa đúng không? Vâng. Hôm qua trên nhà nắng to. À, nghĩa là hắn ở nhà hắn là nắng to à? Hắn nghĩ ở đây là nó không nắng. Nó nắng như thế. Hai đứa cứ về sau đấy Tết mùng 3 sang đây. Dạ. Anh em bắt đầu đi chơi trải hội và hành trình bắt đầu xuyên Việt đi miền Nam tiếp. Dạ. Anh sẽ lại tiếp tục dẫn hai đệ tử đi. Ok. Một là kênh Bếp Xuân Bản, hai là kênh Mùa Y Liên. Ăn đi mọi người, ăn khỏe nhá. Liên chắc cũng chưa được đi các tỉnh đâu nhỉ? Vâng. Đi đến Lào Cai này là còn bị bắt nạt mấy lần mới đến nơi. Sáng nay cả hai đứa nhẹ dạ cả tin. Hôm nay phải đi đất kia, Lu lên. Từ đâu đến? Đi tận từ bên Mai Châu, Hòa Bình sang ra phải đúng không? Vâng ạ. À, thế à? Dạ. Đi xuống Hà Nội thì gặp một anh, chắc là anh ấy cò xe. Anh bảo anh dẫn đường ra xe lên đấy là không mất tiền, nên là ra lên đấy anh lại đòi tiền. Còn lại xuống kia lại nghe nhầm là xuống Lu. Nói chung là lần sau ấy, đi đâu ấy mà ấy là cứ giơ cái điện thoại lên quay lại đấy, ai lừa mình cũng được, nhưng mà nếu mà họ lừa mình thì bế họ lên mạng ngồi, hiểu không? Dạ.
Còn nếu mà họ tốt với mình thì mình thôi. Đấy, ví dụ thế. Bảo ra đây anh chỉ, nhưng mà anh không lấy tiền đâu. Để đấy là hãy đòi tiền. Tết này dưa không? Này ai biết đọc thơ mà câu đấy. Nhà ăn tiết canh ấy. Đúng chuẩn luôn. Tiết canh hiêu ấy, ăn, em ăn được tiết canh không? Tiết canh ạ, hiêu à. Thu bơ ai mí chán tiếng Anh không? Nó là bơ không ăn à? Đi ăn tiếng Anh không? Em không ạ. Em cũng không luôn. Thế anh có ăn không? Không. Ngon quá, ngon. Có cái lớp mỡ ngoài cái xương này nè. Đó, chiều nay chị cứ làm như này là ok. Hợp lý rồi. Chiều nay là mấy chục mâm thì cứ làm đúng như này ngon. Ăn dễ ăn. Chiều nay là mình mời siêu đầu bếp bên nữ chị Na, khách sạn 3 sao cộng, gần 4 sao ra nấu ăn. Chị Na làm mấy chục năm trong nghề lạm nhỉ? Chị làm lâu đấy. Mẹ. Trước chị làm trên cửa khẩu mà nhỉ? Chị làm nhà đường thanh niên bên này thủ tướng. Khẩu một thời gian là chị đi chơi đi sang mấy bà mấy đây. À. Còn cái này là chị làm lâu rồi. Dạ. Về bên này mấy chục năm rồi nhỉ? Từ lúc nó còn có 300.000 một cái mâm gỗ. Và cả gia vị, tất cả thực phẩm của mình. Bán cho nó cho người ta đấy. Đến bây giờ. Nhưng mà bây giờ chị đi nấu này dịch vụ ấy chị thu tiền kiểu gì? Chị thu tiền á? Thì thứ nhất là nếu mà mình đi làm công thì mình tính công, tính gia vị. Cho thuê công giặt bàn ghế. Thế còn đâu ai đặt chọn gói thì mình làm chọn gói. Thì là thực phẩm của mình. Ăn những món thì mình lấy nước cơm xong rồi lấy thực phẩm đó thôi. Ok. Dạ, có gì mong chị với lại anh Mí cũng giúp đỡ góp ý cho em để em đi lên. Trước là cũng xem video anh Hải xong rồi chị biết tới em ấy. Dạ, theo dõi kênh em ấy. Cùng luôn. Dạ, 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 chúc chị sức khỏe. Nào, thôi mấy chị em mình đi. Mấy chị em mình đi. Dạ. 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 Chúc các em thành công nhá. Dạ. Nói chung là người biết trước, em pơ kênh biết trên mạng biết cái gì thì hướng dẫn cho kênh Mối Liên. Mối Liên sau về bản thì biết cái gì lại hướng dẫn cho mọi người đấy, bởi vì là mình sẽ nhân rộng cái mô hình ra để làm sao mà người đồng bào hay là người gì đi chăng nữa thì cũng nhờ đấy mà mình kiếm được nhiều tiền hơn lo cho gia đình. Dạ. Đấy. Các em còn lợi thế hơn anh chị, em còn biết tiếng thì cùng bà con đi thì nói chuyện. Đúng rồi, nhiều khi mình vào bản ấy mình biết tiếng luôn. Anh ấy có chơi, có quen đi vào bản chơi ấy. Mà để thời điểm như là anh Hải còn gặp Liên là trước hai cái bạn này cơ mà nhỉ? Ý là để lúc mà làm YouTube ấy, còn lúc mà bọn mình để kinh doanh. Quay trước. Trước là còn quay mà. Nhưng mà anh Liên. Chị em mình lại quen nhau trước với cả Liên này là lúc mình làm cà phê ở trên đỉnh đèo ấy nhỉ? Chung là tất cả những người mà xung quanh mình là toàn những người có duyên với mình ấy các bạn. Đấy. Thế là chưa gặp ai cho song song bên. Lúc đấy quán của chị với quán của Pơ là gần nhau đấy, Pơ nó bán hàng tốt lắm, đỉnh lắm. Lắm. Như bọn anh chị nhìn thấy mặt hèn luôn. Thôi có khi là bây giờ thì mình cũng xin phép kết thúc video để cho mọi người cùng ăn. Lát nữa thì sẽ tiếp tục quay chia sẻ với các bạn tiếp về cái đại tiệc của mình nhé. Để cho gọi là đào mai Bắc Nam sum vầy thì mình quyết định là chuyển một cây đào về đây. Cây đào này cũng là gọi là thế tam đa các bạn nhé. Đào này cũng là một gốc đào rất là to mà cực kỳ là đẹp luôn. Nó chỉ sau mỗi cây đào kia của mình thôi. Đấy. Cái này rất là đẹp. Giống thế cụ đào ở trên kia đấy. Nó cũng giống thế cụ đào Sapa.
Chạm. Đấy, mỗi phục vụ Tết có mấy ngày thôi mà anh em thấy không? Rất là cầu kỳ. Mình thì mấy ngày hôm nay ở Sapa thời tiết khá là lạnh ấy. Ăn mặc phong phanh các bạn ạ. Nên là dấu hiệu bị gọi là lạnh à. Bị kiểu cảm lạnh. Anh em trên mọi miền Tổ quốc, ai mà muốn có nhu cầu mà chơi đào hay là mai này, cứ liên hệ với cả em Tuấn nhá, Tuấn Đào Sapa. Đấy. Một trong những người mà rất là uy tín ở khi mà có những cây đào lớn, rồi rêu phong, rồi giá cả thì phải chăng nhé các bạn nhé. Chú thì xem cái thế nào cho nó đẹp. Cái này là đẹp rồi. Cho anh kia vào trong nhà đấy. Cái cành kia nó phải ra ngoài chứ. Hay như nào hay để thế này. Hả? Phải bên kia. Cho nó cân đối với cái gốc mai kìa. Như này luôn à? Cho nó anh ấy là vào trong một tí không? Vào trong khoảng tầm 40 phân nữa. Vào trong một chút nữa. Rồi, ok. Này bên kia là hai cây đào, cây mai nó cân đối. Ấy. Xuống đi. Dạ. Rồi. Đấy, thẳng luôn. Nhìn cái hàng ngạch đấy nó thẳng. Lan ơi, trang trí đi. Đây là ghép đào phai, ghép đào cổ.
nộ bắt đầu ra này em ạ, thấy không? Đấy, bây giờ là chờ đại tiệc nữa thôi. À, mình thì okay. Vừa mới cho cây đào vào xong và hôm nay thì như đúng như lời hẹn là Tú sẽ làm một cái gọi là cây hoa, một cây, một tác phẩm nghệ thuật đúng không? Hoa lan do chính tay bạn Tú, còn người khác mình không biết, nhưng mà hôm nay chính tay Tú cắm. Công này là ai bảo an xe bên mình luôn à? Xe của công ty luôn. À, đây là mình kéo đi đâu đây? Kéo từ trên cửa khẩu về kho đây. À, kho, kho đúng không? Đây này anh em này. Đấy. Cũng vãn rồi, vãn nhiều rồi. Vãn nhiều rồi đó. Sắp nghỉ Tết chưa? Sắp nghỉ rồi. Chắc khoảng 3 4 hôm nữa thôi. 3 4 hôm nữa thôi đúng không? Đấy, anh em nào mà có nhu cầu có cần hoa tươi thì cứ liên hệ với Tú. Nhưng mà thế bảo là sắp tới là mở một tổng kho ở Sài Gòn mà. Ở Sài Gòn của công ty đúng không? Đúng rồi. À. Chào các tráng sĩ nha. Cho hàng xuống rồi ạ. Công thứ 3 ngày hôm nay. Công thứ 3. Bây giờ là cái mục hoa hồ điệp và điện lan là bắt đầu dừng lại rồi. Dừng lại rồi. Là bắt đầu toàn bộ đánh hoa cắt cành. Hoa tươi. Cành. À, đây. Đấy. Hoa cắt cành đây đúng không? Đây là thanh liễu. Thanh liễu. Nhưng mà cái tác phẩm nghệ thuật của tôi ông để đâu rồi? Ở ngoài bạn ơi. À. Hoa. Mấy đêm đấy bạn ạ. Cày mấy đêm ấy. Đi ra ngoài. Bạn nào bạn không ngủ thì sao ấy? Ừ. Nhưng mà cái mà hoa hồ điệp cái này thôi rồi. Ừ. Bây giờ lại chơi hàng đến hoa cắt cành. Vì hồ điệp và điện lan là mình đã phân bổ cho các tỉnh rồi, hầu như là hòm hòm về sản lượng rồi. Ừ. Bây giờ đến hoa cắt cành để phục vụ các tỉnh. À. Nhưng mà bao giờ thì mở cái tổng kho hoa ở trong ăn Tết xong, ăn Tết xong tôi mở luôn. Ừ. À. Đấy, tôi dự kiến là quận 10. Nhau Nam Tiến các bạn ạ. Đấy. Mình thì mang châu các bếp chẩm chéo những đồ Tây Bắc. Vào thành phố Hồ Chí Minh còn Tú thì mang hoa với cả mang hoa quả của miền Tây. Đấy về. Tôi là trao đổi hàng với Trung Quốc. À. Hoa quả tôi mang sang Trung Quốc. À, quả tươi tôi mang Trung Quốc, còn hoa tươi tôi mang về Việt Nam. Đấy. Đây mời anh em vào chiêm ngưỡng cái gọi là tác phẩm nghệ thuật. Ây xa, mày chán kìa. Không biết là ở trên video các anh em nhìn thấy nó như nào, nhưng ở ngoài mình nhìn thấy nó rất là to các bạn nhé. Đấy, size này nó phải rơi vào hơn 2 mét bạn. 2 mét. Ừ. Vậy là hôm nay mọi người nhìn thấy mình đứng với Tú thấy thế nào? Cao to hơn mình. Cảm ơn người anh nhé. Có một đôi giày phải nói là cực kỳ uy tín luôn. Từ bây giờ mình vào bản rồi, không bao giờ sợ mấy con vitamin go go nữa. Một bốp. Đây, quay gần lại đây cho anh em xem. Đây là một tác phẩm nghệ thuật. Nó là tại sao nó là tác phẩm nghệ thuật. Ừ. Nó có từng chi tiết nhỏ. À. Toàn bộ đây là cây tươi nhá, cây thật nhá. Để hoa mình, thật. Để tạo lên một bức tranh. Ví dụ như là một bức tranh chính này, bức tranh hoa trắng V3 này nó là một bức tranh riêng. Ở đây nó một tiểu cảnh riêng, cũng là một bức tranh riêng. Và bên này cũng là một bức tranh riêng. Nó tạo cho cái quần thể hoa. Cái này cảm giác như kiểu là tiểu cảnh thác đổ ấy, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Quá đẹp luôn. Phải nói là xuất sắc anh em ạ. Mình cực kỳ ưng ý với cái tác phẩm này luôn. Mặc dù là mình có đi về Hà Nội, cũng đi rất nhiều nơi quay khá là nhiều những cái chợ hoa nổi tiếng rồi. Nhưng mà đây có lẽ là tác phẩm mình ưng ý nhất, bởi vì sao? Đây là từ những cái cây thân gỗ mà cảm giác như kiểu là mình bỏ nó đi, mình không dùng nó nữa. Đấy, nó bao nhiêu năm mà nó trôi nổi ở dưới dòng sông, dòng suối, nó nằm ở dưới những cái ao hồ ấy. Đến bây giờ là vớt lên sau đó thì lại còn đề co được thành một cái cây hoa nó siêu đẹp cái này nữa. Đấy, đỉnh cao. Nhưng mà cái này thì làm sao mà anh em mình trở sang nhà được? Sang được bạn ạ, được khoảng 5-6 anh em khênh được. À, thế thì bây giờ các bạn, cùng bạn đón xem anh em mình hành trình cho mang cây hoa này. Về bên nhà mình như nào nhé. Sau đó thì tối nay sẽ có cái mình tổ chức cái đại tiệc cho nhỏ để cảm ơn tất cả cán bộ công nhân viên cũng như là những người bạn của mình. Đấy. À, anh em mình khênh đi nhỉ. Chiến thôi. đánh xe vào đá. Bạn biết tác phẩm này nó đắt nhất là điểm gì không? Nó đắt ở điểm gì? Tác phẩm đắt nhất là do chính nhà tôi làm.
và do chính tay tôi. Nếu như mà giả cho tôi rất nhiều tiền và tôi mấy ngày làm ra tác phẩm này thì chưa chắc tôi đã làm. À, tại sao Tú lại nói câu như thế? Bởi vì là ở đây ấy, Tú là tổng kho, chuyên xuất đi tất cả các nơi. Đấy, nên là rất ít khi mà tự tay làm một tác phẩm như này. Đấy, còn Tú thì có một cái cửa hàng hoa phải nói ở ngoài Côn Đảo. Hôm nào mình có dịp ra lần này thì cuối năm mình bận thì mình đã gửi Phạm Dũng các em nó đi làm lễ hậu rồi. Đấy, mình sẽ ra quay chia sẻ với các bạn. Còn trong thành phố Hồ Chí Minh nữa. À, hệ thống nhà tôi là Hoa Bảo An. Nên là các tỉnh đều có Hoa Bảo An là đều hệ thống nhà tôi hết. Đấy, anh em cứ search Google Hoa Bảo An phát là ra luôn. Còn nhưng mà tác phẩm này nó khoảng bao nhiêu cây hoa ở đây bạn có thể tiết lộ? Tính hôm qua đến là nó rơi vào khoảng 120-130. 130 bông. Đúng rồi, 130 bông. Đấy là chi tiết chính nhá. Chi tiết chính. 130 bông hoa chính, còn chi tiết nhỏ này thì vài trăm chi tiết nhỏ nữa. Vài trăm chi tiết nhỏ nữa. Quá là đỉnh luôn. Nhưng mà mình có thể gọi là tiết lộ nhỏ nhỏ một chút nữa. Về cái giá của nó không? Tôi nói với bạn rồi là có những người giả tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không làm được tác phẩm này. Tôi rồi, ok, đã hiểu. Cái này là tình cảm là chính của chính bạn xác, là. Chính xác. Đấy. Giá trị về kinh tế thì nó không phải là nhiều. Đúng rồi. Nhưng giá trị về tình cảm và tinh thần. Tình cảm, rồi, nhất trí. Quá đẹp đúng không anh em? Anh em nào thấy nó đẹp không? Đỉnh cao nhỉ? Tuyệt vời đấy. Ở đây đấy còn có cả chim này. Đây còn có tổ chim, còn mấy quả trứng nữa chứ hay. Thật chứ phải nói là cái đầu. Ông nào làm cái này cũng tư duy rất tốt luôn, yêu chim. Cây này cũng là thật đấy nhé bạn nhé, cây thật luôn. Đấy. Đỉnh cao. Hôm nào có khi là mình sẽ dành cả ngày để ngồi review cái tác phẩm này mới được. Tuyệt vời. Rất là đẹp. Cái này thường mình chơi khoảng bao lâu bạn? Cái này để trong nhà. Cứ qua Tết đến tháng qua tháng 1 âm lịch đến tháng 2, bạn cứ chơi thoải mái. Thoải mái luôn. 2 tháng nữa. Tuyệt vời. Đúng là cái này mà ngoài trời nắng ấy nhá. Đúng rồi. Nó phải có ánh sáng. Chơi hoa nó phải có ánh sáng, đủ ánh sáng thì nó mới đẹp. Nó mới đẹp được, nó mới lột tả được. Nhiều người cứ nói là chơi hoa này không được lâu, nhưng mà mình năm nào cũng chơi. Đấy, cứ nhưng mà phải nói cái hoa để giữ được trong nhà thì thoải mái. Để mà trời mưa thì nó khó nói, đúng không? Thế em nghĩ ai này mà ông. Đây. Thế thôi. Không tí là khó lôi ra. Lấy cục kê. Ngồi hai người. Hai ba người ngồi vào là được. Để cái này kê nốt đằng bên kia đi. Cho nó vào banh, Đúng chạm đến bên hoa. Anh em một tay. Đúng. Cẩn thận nó nghiêng nha. Đừng để nó nghiêng nha. Đấy, quan trọng nhất là người chỉ đạo. Hai anh em chỉ đạo. Đấy. Thẳng lưng lên, đừng cong, thẳng lưng lên, đúng rồi. Đến cửa mới cong lưng đúng không? Thẳng lên nghiêng rồi. Thẳng lên dựng nặng lên, hạ đi xuống, đúng rồi. Ôi, đứng đẩy vào cái xốp này. Quan trọng là cái ấy. Không xốp gì, không cái gì đâu. Không phải bỏ giày, cứ đi vào đây. Cứ đi giày vào đây. Ôi, hạ xuống. Ok. À, chào con. Rồi, quay lại đây. Nghiêng quá rồi. Không sao. Hạ xuống. Rồi. Hạ xong đây. Đúng là cái cây hoa này phải nói là sinh ra này để ở đây rồi. Đúng không? Nào, dê vào trong anh em. Dê vào trong đây. Quá là đỉnh luôn. Đưa đây. Vào đây. Vào nữa đây. Vào sát tường luôn, không sao cả. Mai là đề nghị là gọi là phải để một cái chữ gọi là bảo an ở đây để mọi người biết. Quá đẹp luôn. Đỉnh đấy. Đúng là có ánh sáng có khác nhỉ. Có ánh sáng vào phát là nó nhìn nó sắc nét ngay. Rồi các nghệ sĩ nhân dân đây, từ từ
Các nghệ sĩ nhân dân. Đây là cái bàn kia. Đó, đó, đủ ánh sáng quá, nó đẹp. Rồi, quá đỉnh cao. Tuyệt vời. Nói là một tác phẩm uy tín đấy em ạ. To đấy nhỉ, đúng không? Đây là bạn đứng bên tôi bên này là tức nữa là to đấy. Lọt thỏm luôn. Đỉnh cao. À, bây giờ thì chuẩn bị cho đại tiệc anh em nhé. Nếu mà anh em nào mà khu vực ở Việt Nam mà muốn nhu cầu muốn nhập hoa theo kiểu dạng xỉ hoặc là lẻ thì cứ liên hệ với cả bạn Tú. Ở số điện thoại hotline bao nhiêu bạn nhỉ? 0974 345 006. Đọc lại lần nữa nào. 0974 345 006. Rồi, có uy tín. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Năm nay là cái năm đầu tiên mà gia đình Hải chuyển về nhà mới thì cũng có rất nhiều cô chú các anh chị cũng toàn thể cán bộ công nhân viên. Thì sang năm mới thì xin Hải xin gửi lời chúc tất cả đại gia đình nhà mình một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc cho mọi người có sức khỏe dồi dào để sang năm tiếp tục chinh chiến cùng Sapa TV. Còn này bây giờ thì mời cả nhà chúng ta nâng ly để uống chén rượu. Mỗi lần lên sân khấu là rất run. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, có lẽ là anh Hải có rất nhiều điều muốn gửi tới toàn thể các quý vị, thế nhưng nhận được những tình cảm của toàn thể các quý vị ngày hôm nay không có thể nào mà nói hết lên được những tâm tư tình cảm của anh Hải trên sân khấu lúc này đây, đúng không ạ? Và thay lời cho anh Hải và chị Tiên, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện, sự có mặt của toàn thể các quý vị trong bữa tiệc ngày hôm nay. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và ngay sau đây em xin được trân trọng kính mời chị Tuyên sẽ cùng lên sân khấu và xin được trân trọng kính mời tất cả các mâm ạ. Chúng ta sẽ rót đầy ra các ly rượu của mình để chúng ta sẽ cùng làm nghi thức khai tiệc cho bữa tiệc ngày hôm nay ạ. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chị Tuyên và anh Hải ạ sẽ cùng lên sân khấu và xin mời cả nhà mình sẽ rót đầy các ly rượu ở trên mâm tiệc được không ạ? Rượu! Uống! Uống bao nhiêu? Uống hết! Ôi, nào, rô cái đoàn kết nào. 1, 2, 3, rô! Rồi, cảm ơn mọi người. Đây, còn bên này nữa. Mời anh em chút nhỉ? Đấy. Anh em rót tươi tươi tí để lên TV cho nó đẹp nhá. Mời anh em thôi, không có chị. À. Ờ. Đây để em châm cho anh. Quay quả đầu ra để cho em quay. Thả mới ngồi thôi. À, đấy. Nhưng mà Thảo hôm nay rất là xinh nhá, nhờ. Thảo. Ê, tươi tươi hết đi các chàng sĩ. Dưới anh chị tràn vào. Thảo. Tuyệt vời quá, chúc mừng năm mới anh Hải. Rồi, nha. Happy New Year. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi. À. 1, 2, 3, 4. Ôi, tuyệt vời, bây giờ đẹp nhá. Ok. Em xin phép mời lại gia đình một ly nhỉ. À. Tươi tươi đi tí anh nhá. Anh Quân vừa mang một căn rượu ngon cực kỳ luôn. À thế ạ. Và vâng. Thế nhưng mà tôi để bên nhà rồi. Tí qua. Dạ dạ. Em cảm ơn. Em chúc khỏe các anh nhá. Dạ. À chào lái xe. À chào lái xe. Rồi ok. Rồi mừng nhá. Dạ. Ok, mời cả nhà. Ok. À mời cả nhà nhá. À, anh em mình ơi. Ơ ờ, cái này này. Nhà mình bán rượu mà mình làm thế này là không được đâu nhá. Dạ. Anh Quân bảo anh Hải ít này mà lên TV ăn khách là phải. Em cảm ơn, em cảm ơn anh. Dạ. Anh lúc nào nó cũng buồn bã này đâu. Thôi nhưng mà em phải thích cái kiểu buồn bã của anh. Rồi mời cả nhà nhá. Dạ. À. Nào, anh em mình rô đoàn kết nào. 2, 3, rô. 2, 4 là Lào Cai anh em nhá. Rồi cảm ơn mọi người. Dạ. Mà chị không uống à? Có. Uống đi. Đào bơi anh em phát nhờ. Chú ơi. Để cháu này. Hai à ok. Bánh trưng nhà tự gói à? Bánh nhà gói nhà tự gói luôn. Củi là củi nhà anh đấy. Đúng không? Không qua trở sang. Nhưng mà từ từ xin phép mà cho nhấm phát.
Dạ, em chúc năm mới phát tài phát lộc. Dạ. Anh em mình chúc thăm nhìn một. Đấy. Nào, mời cả nhà nhá. À. Ơi, uống đi em. Em ơi. Chơi. Em không biết được em thì nhắm. À. À, ok. Nhà đang gói bánh trưng và đang chơi căng đi. 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
mặt cũng hơi đơ đơ rồi. Chắc là phải đi giao lưu tiếp với cả hàng xóm láng giềng, anh chị em trong công ty. Thì sau đây mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp của vợ chồng mình nhé. Bye bye.